Như thế, Bồ Tát vì trừ tối tăm cho người mà tự mình phát sanh giận dữ, thì làm sao cứu họ cho được, chẳng thấy mình nhẫn và sự nhẫn được, cả hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Này Thiên Vương, đó gọi là các Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể thông đạt an nhẫn Ba La Mật Đa. Này Thiên Vương, thế nào làm các Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể thông đạt tinh tấn Ba La Mật Đa? Thiên Vương nên biết, nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành tinh tấn Ba La Mật Đa, nghĩa là các Bồ Tát chưa diệt khiến diệt, chưa độ khiến độ, chưa thoát khiến thoát, chưa an khiến an, chưa giác khiến giác. Khi Bồ Tát hành tinh tấn như thế, có các ác ma làm các việc trở ngại nói với Bồ Tát: "Thiện nam tử, bạn chớ tu hạnh này, muốn chịu khổ nhọc." Vì sao? Vì ta xưa kia từng tu hạnh này, chưa diệt khiến diệt, chưa độ khiến độ, chưa thoát khiến thoát, chưa an khiến an, chưa giác khiến giác, luống chịu khổ nhọc nhưng hoàn toàn không có lợi ích chân thật. Ta từ xưa đến nay thấy nhiều Bồ Tát tu học hạnh này và đều thối lui. Bạn nên hồi tâm tu đạo nhị thừa, lấy quả nhị thừa để tự diệt độ. Bồ Tát nghe xong liền biết là ác ma, bảo: "Ngươi hãy lui đi, tâm ta vững chắc giống như kim cương, chẳng phải lời sai lầm của ngươi có thể làm thối lui được. Ngươi cố gây trở ngại luôn luôn tự khổ." Ma nghe lời này liền ẩn mất. Nếu Bồ Tát khác chưa đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu năm pháp Ba La Mật Đa trước, trải qua trăm ngàn kiếp, khi Bồ Tát hành tinh tấn như thế còn chưa có thể vượt qua, huống là bậc nhị thừa. Như thế, Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thành tựu Phật Pháp đều lìa các việc ác. Mặc dù hành tinh tấn chẳng mau chẳng chậm mà có thể phát khởi nguyện lớn thủ thắng, khiến ta cảm được thân đồng với Như Lai, có nhục kế trên đỉnh đầu, lông trắng giữa chặng mày, Phật chuyển Pháp Luân, ta cũng như thế. Ví như vàng ròng, các ngọc báu trang sức thì đẹp đẽ, Bồ Tát tinh tấn cũng như thế, lìa các cấu uế, nghĩa là lìa các sự lười nhác, biếng trễ, mỏi mệt, chẳng tự rõ biết, chẳng suy nghĩ đúng, nhờ đấy có thể đạt được phước đức trí tuệ thanh tịnh, thù thắng để trang nghiêm, thân chẳng mỏi mệt, tâm chẳng chán lười, tất cả pháp ác bất thiện, làm ngăn ngại đạo đều làm diệt trừ, các pháp trợ đạo hướng đến niết bàn đều khiến tăng trưởng, một chút ác chẳng khởi huống là nhiều. Giả sử thế giới như các sông Hằng khắp mười phương, trong đó tràn đầy lửa lớn như ngục vô gián, ở thế giới này chỉ có một hữu tình có thể độ được. Bồ Tát vì hữu tình ấy còn đưa ra khỏi nơi đó, huống là nhiều hữu tình, các Bồ Tát này chẳng nghĩ, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng dễ đắc được. Bồ Tát tu hành như cứu đầu cháy, cần phải trải qua trăm ngàn ước kiếp, gánh nặng như thế thật khó mang vác, mà chỉ nghĩ, chư Phật quá khứ hiện tại đều tu hạnh này, chứng đại Bồ Đề, ta cũng như thế, nên chính mình tu tập. Thà trăm ngàn kiếp ở trong địa ngục độ thoát các hữu tình, chứ hoàn toàn không bỏ họ để mau tới Niết Bàn. Bồ Tát khi tinh tấn tu hành như thế, tâm chẳng tự cao, đối với người chẳng tự ti, chẳng thấy pháp năng hành và sở hành, cả hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Này Thiên Vương, đó gọi là các Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể thông đạt tinh tấn Ba La Mật Đa. Này Thiên Vương, thế nào là các Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể thông đạt tịnh lự Ba La Mật Đa? Thiên Vương nên biết, nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành tịnh lự Ba La Mật Đa, nghĩa là các Bồ Tát trồng sâu căn lành, đối với Đại Thừa đời đời kiếp kiếp tu nhiều diệu hạnh, gần gũi bạn lành, chẳng sanh trong nhà bận tiện, tà kiến, vân vân. Thường sanh trong dòng họ sát đế lợi, bà la môn, vân vân, chánh tín tam bảo, tăng trưởng pháp lành, nhờ căn lành đời trước phát khởi ý nghĩ, hữu tình ngày đêm trôi lăn các nẻo, luân hồi trong khổ chẳng dừng, đều do tham ái. Bồ Tát nghĩ xong khởi tâm nhàm chán xa lìa, biết từ hư vọng phân biệt mà có. Trong kinh, Thế Tôn dùng vô số phương tiện giảng thuyết, tội lỗi của dục như gươm dài, mâu ngắn, như dao, như rắn, như bọt, như bèo, như nhớp, bất tịnh, thay đổi vô thường. Vì sao người trí lại tham đắm pháp này? Vừa cạo râu tóc xuất gia tu đạo, chưa thấy cho là thấy, chưa đắc cho là đắc, chưa chứng cho là chứng. Phải nghe thuyết thọ trì, hoặc thế tục đế, hoặc thắng nghĩa đế, như thật tu hành, như pháp quán sát, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, xa lìa huyên náo tạp nhiễm, chẳng màng danh dự, cũng chẳng cầu cung kính cúng dường, thân tâm tinh tấn, thường không lười bỏ.
Tư duy tâm này phần nhiều đi cảnh nào, là thiện, là ác hay là vô ký? Nếu đi cảnh ác thì tức tốc chấm dứt, nếu đi vô ký cũng nên rời bỏ, nếu đi cảnh thiện thì lập tức siêng năng tinh tấn, cố gắng làm cho tăng trưởng căn lành thủ thắng. Vì muốn đối trị pháp ác bất thiện nên đưa ra 37 pháp phần bồ đề vi diệu. Ác bất thiện đó là tham sân si. Tham lại có 3 bậc là thượng trung hạ. Tham bậc thượng là nghe tên cảnh dục, lòng vui mừng hớn hở, chẳng quán lỗi của dục, chẳng sanh nhảm lìa, tìm tòi phi lý, không có xấu hổ. Người không xấu hổ như một mình đi đến đâu, tâm thường nghĩ về cảnh dục, liên tục chưa từng tạm nghỉ, chỉ thấy tốt đẹp, chẳng biết tội lỗi, cha mẹ, thầy bạn của trách sự tham dục kia cũng hoàn toàn không xấu hổ, vì chẳng biết nên phát khởi tranh cãi. Như thế gọi là người không xấu hổ, loại này chết sẽ đọa nẻo ác. Tham bậc trung là khi lìa cảnh dục, dục tâm chẳng khởi. Tham bậc hạ là chỉ cùng nói cười, dục tình liền hết. Sân cũng có 3 bậc. Sân bậc thượng là tức giận, nếu phát khởi thì tâm mờ mắt hoa, hoặc tạo nghiệp vô gián, hoặc hủy báng chánh pháp, hoặc tạo các nghiệp trọng tội khác hơn ngũ vô gián nhiều gấp trăm ngàn lần. Sân bậc trung là do sân giận tạo các việc ác, lập tức sanh hối hận. Sân bậc hạ là tâm không hiểm hận, chỉ miệng chê trách, liền ăn năn. Si cũng có 3 bậc, nên biết đúng lý, mặc dù quán như thế mà biết các pháp đều như huyễn như mộng, tiếng vang, bóng hình, bóng sáng, quáng nắng, sự biến hóa và ảo ảnh. Vì hư vọng điên đảo thấy chẳng thật, cảnh giới bên ngoài diệt thì trong tâm vắng lặng, chẳng thấy năng hành và pháp sở hành, cả hai không hai không khác, vì tự tánh vốn xa lìa. Này thiên vương, đó gọi là các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa, có thể thông đạt tịnh lự ba la mật đa. Này thiên vương, thế nào là các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa, có thể thông đạt bát nhã ba la mật đa? Thiên vương nên biết, nếu các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa thì có thể hành bát nhã ba la mật đa. Đó là các bồ tát chánh trí, quán sắc thọ tưởng hành thức, chẳng thấy sắc sanh, chẳng thấy sắc tập, chẳng thấy sắc diệt. Thọ tưởng hành thức cũng như thế. Vì sao? Vì tự tánh đều là không, không có chân thật, chỉ có danh tự giả dối trình bày mà hành bát nhã ba la mật đa, giáo hóa các hữu tình hoàn toàn chẳng vì nói không nghiệp không quả. Mặc dù biết các pháp đều như huyễn như mộng, tiếng vang, bóng hình, bóng sáng, quáng nắng, biến hóa và ảo ảnh, không có ngã hữu tình, dòng sinh mạng, khả năng sinh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, mà thường tuyên thuyết có nghiệp quả. Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa như thế, quyến thuộc của ma chẳng được tiện lợi. Vì sao? Vì các Bồ Tát này gần gũi vạn lành, thành tựu trợ Bồ Đề, địa pháp thế gian, hoan hỷ khen ngợi, chánh pháp sâu xa, các đức Như Lai, chư thiên, ma, phạm và sa môn, bà la môn, vân vân, trừ Phật chánh trí không ai bằng được. Chẳng thấy năng hành và pháp sở hành, cả hai không hai không khác, vì tự tánh vốn xa lìa. Này thiên vương, đó gọi là các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa, có thể thông đạt bát nhã ba la mật đa. Này thiên vương, thế nào là các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa, có thể thông đạt phương tiện thiện xảo ba la mật đa? Thiên vương nên biết, nếu các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa thì có thể hành phương tiện thiện xảo ba la mật đa. Nghĩa là các Bồ Tát phương tiện thiện xảo hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu thấy hoa quả thế gian tốt đẹp, thường đem cúng dường chư Phật Bồ Tát, ngày đêm sáu thời không từng tạm nghỉ. Đem thắng thiện này hồi hướng Bồ Đề, cũng như thấy hoa quả cây. Nếu nghe trong khế kinh Như Lai nghĩa pháp sâu xa, thì hoan hỷ tiếp nhận, ưa thích thọ trì đọc tụng và nói lại cho người khác, đem diệu thiện này hồi hướng Bồ Đề. Nếu thấy bảo tháp và hình tượng Như Lai, thì liền đem các thứ hương hoa cúng dường, nguyện loài hữu tình lìa hương phá giới, được hương tịnh giới. Giống như chư Phật quét dưới đất bụi, nguyện các hữu tình uy nghi tề chỉnh, lọng hoa che phủ, nguyện các hữu tình xa lìa nóng nảy, vào trụ xứ tăng, nguyện các hữu tình đều vào niết bàn, ra khỏi chỗ tăng trụ, nguyện các hữu tình ra khỏi cảnh ma. Thấy cửa tăng mở bèn phát nguyện, đem trí xuất thế, vì các hữu tình mở cửa chưa mở đều khiến ngộ nhập. Nếu thấy cửa đóng, nguyện các hữu tình đóng cửa ba cõi hoặc bốn nẻo ác. Nếu được ngồi yên, nguyện các hữu tình ngồi tòa Bồ Đề. Nếu nằm không phải, nguyện các hữu tình đều chứng niết bàn. Lúc ngồi nằm dậy, nguyện các hữu tình lìa các sự phát sanh mê lầm. Nếu khi rửa chân, nguyện các hữu tình lìa đất bụi nhơ.
Nếu khi lạy Phật, nhiễu bên phải bảo tháp, nguyện các hữu tình đều sẽ thành Phật, được trời người cung kính, chẳng lấy đó làm vui mừng. Nếu có ngoại đạo tà kiến khó giáo hóa, bẻ nghĩ ta làm thầy họ, thì họ có giữ sự kiêu mạn chắc chắn chẳng chịu tin. Hãy làm đồng học hoặc làm đệ tử, tuy ở trong chúng của họ mà giới hạnh đa văn hơn các ngoại đạo, nhân đây hàng phục họ, được họ tôn trọng làm thầy, thì lời nói chắc chắn được tin nhận. Vì bỏ tà pháp, nói tránh niết bàn, làm cho nhập vào giáo pháp thanh tịnh của Như Lai, tấn tu phạm hạnh, tịnh lự đẳng trì, đắc thần thông thủ thắng, tu tất cả diệu thiện. Thấy người đa dục hóa làm nữ nhân đẹp nhất, khiến cho kẻ kia say mê, trong khoảng chốc lát thị hiện vô thường, nhan sắc biến đổi, sình trương bùn nát, hôi thối, khiến cho chán ghét nhầm ngưỡng và khởi tâm nhàm chán xa lìa, liền hoàn phục hình cũ là hình tượng Bồ Tát. Nhân đó nói pháp yếu sâu xa, khiến cho phát tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác, tu hạnh đại thừa thành quả vô thượng. Thấy người đại thừa xa lìa bạn lành quen biết, tuy siêng năng tinh tấn học đạo nhị thừa, nhưng đối với quả đó không thể chứng đắc, mất pháp lợi nơi đại thừa vô thượng, quán căn tánh của người kia, thuyết đại thừa cho họ, làm cho người đó hồi tâm nhập đạo vô thượng. Người chưa phát tâm giáo hóa làm cho phát tâm, nếu đã phát tâm thì khuyên khiến cho bền vững. Thấy người trì giới phạm tội nhẹ, chẳng hiểu để trình bày sám hối, nên lo sợ buồn rầu thối lui, do đó không thể tấn tu đạo cao đẹp, thì liền thuyết pháp cho họ, khiến họ mau sám hối để trừ diệt tâm lìa buồn rầu, tấn tu đạo cao đẹp. Các chúng Bồ Tát ấy thiểu dục hỷ túc, chuyên cầu pháp lợi, vì các hữu tình thuyết về sự cúng dường Như Lai, do đó liền thành tựu 6 ba la mật đa. Thuyết pháp cúng dường đó là bố thí ba la mật đa, hành động chẳng trái với lời nói đó là tịnh giới ba la mật đa, các thiên ma vân vân chẳng thể não loạn đó là an nhẫn ba la mật đa, tâm tiếp nối nhau chẳng biết mỏi mệt đó là tinh tấn ba la mật đa, chuyên tâm nhất niệm chẳng duyên cảnh khác đó là tịnh lự ba la mật đa, thuyết pháp cúng dường lìa ngã ngã sở đó là bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy năng hành và pháp sở hành cả hai không hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Này Thiên Vương, đó gọi là các đại Bồ Tát tu học bát nhã ba la mật đa, có thể thông đạt phương tiện thiện xảo ba la mật đa. Này Thiên Vương, thế nào là các đại Bồ Tát tu học bát nhã ba la mật đa, có thể thông đạt diệu nguyện ba la mật đa? Thiên Vương nên biết, nếu đại Bồ Tát tu học bát nhã ba la mật đa thì có thể hành diệu nguyện ba la mật đa, nghĩa là các Bồ Tát có các sở nguyện, chẳng vì được hưởng vui sướng khoái lạc thế gian, cũng chẳng vì mình cầu ra khỏi ba cõi tu đạo nhị thừa chứng niết bàn an lạc, mà chỉ nguyện tất cả hữu tình đều nhập vào cõi vô dư bát niết bàn trước, mình thành chánh giác sau cùng. Người chưa phát tâm thì giáo hóa làm cho phát tâm, nếu đã phát tâm rồi thì làm cho họ tu đại hạnh, đã tu đại hạnh rồi thì làm cho được bồ đề, đắc bồ đề rồi thì khuyên mời thuyết pháp, lần lượt cho đến sau khi vào niết bàn, dùng bảy báu tốt đẹp, xây tháp, tôn trí xá lợi, thiết lập sự cúng dường, làm cho vô lượng chúng đạt được phước vô biên. Lại phát nguyện, các thế giới mà Phật thành chánh giác đều không có thiên ma và các ngoại đạo làm rối loạn. Nguyện do tự trí phát tâm vô thượng, chẳng nhờ ngoại duyên, tuy phát mà thối lui. Lại phải nguyện, ta thường ở thế gian thành thục hữu tình, khiến cho đạt được lợi ích an lạc. Nguyện các Bồ Tát vân vân mới phát tâm, nếu nghe Như Lai thuyết pháp sâu xa, ngộ nhập đúng như thật, tâm không kinh sợ. Nguyện các hữu tình đắc đại trí tuệ, đều thông suốt hoàn toàn vô biên Phật đạo, vô biên Phật cảnh, vô biên đại bi, làm lợi ích vô biên các loài hữu tình. Các Bồ Tát này phần nhiều nguyện tự thân thường ở nước nhơ uế, chẳng sanh cõi tịnh. Vì sao? Vì như có người bệnh mới nhờ thầy thuốc, nếu không có bệnh tật thì thầy thuốc vô dụng. Bồ Tát khi phát diệu nguyện như thế, chẳng thấy năng hành và pháp sở hành cả hai không hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Này Thiên Vương, đó gọi là các đại Bồ Tát tu học bát nhã ba la mật đa, có thể thông đạt diệu nguyện ba la mật đa. Này Thiên Vương, thế nào là các đại Bồ Tát tu học bát nhã ba la mật đa, có thể thông đạt lực ba la mật đa?
Thiên vương nên biết, nếu các đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành lực Ba La Mật Đa, nghĩa là các Bồ Tát có thể hàng phục thiên ma, dẹp trừ ngoại đạo, đầy đủ năng lực phước đức trí tuệ tu hành tất cả Phật pháp, chứng biết tất cả Phật cảnh, dùng năng lực thần thông đem đầu sợi lông nhất châu thiện bộ hoặc cõi bốn châu hoặc cõi đại thiên đến vô lượng thế giới như cát sông Hằng trong mười phương, rồi để lại chỗ cũ mà không hề tổn hại, hoặc dùng năng lực thần thông ở giữa hư không lấy các thứ báu bố thí cho loài hữu tình có thể nghe và thọ trì tất cả pháp mà chư Phật thuyết ở vô lượng vô biên thế giới trong mười phương, chẳng thấy năng hành và pháp sở hành, cả hai không hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Này thiên vương, đó gọi là các đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể thông đạt lực Ba La Mật Đa. Này thiên vương, thế nào là đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể thông đạt trí Ba La Mật Đa? Thiên vương nên biết, nếu các đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành trí Ba La Mật Đa, nghĩa là các Bồ Tát quan sát năm uẩn sanh chẳng phải thật sanh, diệt chẳng phải thật diệt, tư duy năm uẩn đều rốt ráo không, không có ngã hữu tình dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi sự dưỡng dục sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, phàm phu điên đảo hư vọng chấp trước, chẳng biết đúng như thật các uẩn chẳng phải ngã, chẳng biết đúng như thật ngã chẳng phải các uẩn, trong ngã không có uẩn, do đó sanh tử luân hồi các nẻo như vòng lửa xoay. Kẻ phàm phu ngu si vọng chấp là có, nhưng tất cả pháp tự tánh vốn không, không sanh không diệt, duyên hợp lại gọi là sanh, duyên lìa tan thì bảo là diệt, thật không có sanh diệt, tánh chẳng phải vô nên chẳng thể nói sanh, tánh chẳng phải hữu nên chẳng thể nói là diệt. Các Bồ Tát này đối với tất cả cảnh không pháp nào là không thông suốt, tu hành trí Ba La Mật Đa này nhị thừa ngoại đạo chẳng thể ngăn cản, dùng trí quan sát, từ khi mới phát tâm cho đến niết bàn đều thấu suốt tất cả, có thể dùng một pháp mà biết tất cả cảnh, đạt tất cả cảnh chẳng lìa một pháp. Vì sao? Vì chân như là một, thế nên khi các Bồ Tát tu trí này chẳng thấy năng tu và pháp sở tu, cả hai không hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Này thiên vương, đó gọi là các đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể thông đạt trí Ba La Mật Đa, đó gọi là Bồ Tát tu học một pháp có thể thông đạt tất cả pháp. Hết quyển thứ 566.